Thưa quý vị và các bạn, ấn tượng, đặc sắc, độc đáo, đậm đà truyền thống là những mỹ từ được người dân thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên dành cho câu lạc bộ chống hội của thôn Duyên Yên. Tiết mục được biểu diễn tại lễ hội truyền thống của Đình Làng và những dịp lễ hội quan trọng của địa phương. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón xem.